cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều luôn. Cây này đẹp xuất sắc này, bởi vì cây này đẹp nên là em mới quay lại đấy, chứ nếu mà cây mà không đẹp thì em nứt nhanh ấy. Cây này đẹp xuất sắc luôn, ai mà không chốt cái này thì hơi bị lãng phí. Ai mà không chốt cái này thì hơi bị lãng phí luôn. Ở đấy các bác thả tim em lên 3,6k lượt thích rồi. À, mọi người ai chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi, chia sẻ like cho em. Để em tăng lượt tương tác lên ấy, tăng lượt tương tác của em lên. Cây này em bán giá là 15 củ nhá. Mộc giống 15k, mộc giống 15k. Hoàng Thị Hiên 87 đã chia sẻ video like. Em cảm ơn chị Hoàng Thị Hiên đã chia sẻ video like của em nhé. Cảm ơn các bác đã thả tim thả like cho em. Em được lên 3,9k lượt thích rồi. 3,9k lượt thích. 3,9k thôi. Thôi thế được rồi, được nhiều lượt thích này được rồi. 14,5 củ nhà. Ok anh Phạm Thông. Anh Phạm Thông ơi, anh chốt cây này thì anh qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. 0969. Alo. Anh là anh của anh ấy đúng không? Anh của anh Hiếu à? Anh Hưng. Anh Nhưng à? Mai để em báo lại nhá. Mai em báo lại. Nói chung là trong ngày mai trong ngày mai là chuyển. Vâng. Rồi mai em vào nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Cây này là 15 củ này, ai quan tâm thì qua Zalo cho em. Anh Phạm Thông ơi, nếu mà anh thực sự muốn mua cây này thì anh qua Zalo cho em nhá. Zalo của em là 0969162214 ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Em quay lại gốc nhá. Em quay lại gốc cho bác nào mà muốn nhìn lại gốc của nó này. Đây chính là gốc, toàn cảnh gốc của nó nhá. Toàn cảnh gốc của nó. Gốc của nó rất là đẹp luôn. Chị ơi, đo lại vanh gốc cho em. Vanh 29-30 này mọi người này. Mọi người này, vanh 29-30 này. Vanh 29-30 nhá. Đây là toàn cảnh gốc của nó đấy ạ. Em quay chi tiết luôn đấy. Tán rất là to đẹp luôn. Ai chốt cái này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cam kết chuẩn mộc ta hoa vàng ạ. Mộc ta hoa vàng đây ạ. Úi giời ơi, hoa đẹp luôn. Vào vườn này thơm ngát, điếc mũi luôn. Em được 4,3k lượt thích rồi. Mọi người xem like, chia sẻ like cho em lên 5k lượt thích đây để em tắt like đây. Mỗi bác cho em một tim. Bác nào chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em nhé. Bác nào chưa chia sẻ thì cho em xin một lượt chia sẻ thôi. Các bác, mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ. Để em tăng lượt tương tác của trang của em lên. Em vừa bị ăn gậy ở bên Facebook xong, bây giờ đăng ở trên Facebook. Mỗi một lần đăng, mỗi một lần like á, chỉ được 20 mắt xem, mấy bảo 30 mắt xem một lúc thôi. Em bị ăn gậy bên Facebook. Ngày trước bên Facebook của em được mỗi lần xem là 500 lượt xem. Nhưng bây giờ trên Facebook em bị ăn gậy của anh Facebook nên là em phải tìm đường mới sang TikTok đấy. Tìm đường mới em mới phát trên TikTok này được một tháng nay thôi. Em làm cái TikTok này, lập cái TikTok này mới được một tháng thôi nè các bác. Các bác chia sẻ cho em, các bác để em tăng lượt tương tác lên. Bác nào chưa follow thì follow cho em. Mắc Covid có gửi thấy không? Covid anh bị Covid á. Nếu mà Covid thì anh chỉ cần mua hàng, anh chỉ cần cọc tiền thôi này, em giữ cây cho anh. Chỗ em thì Covid vẫn đi lại thoải mái mà. Vẫn đi lại thoải mái chứ không phải là Covid mà không đi lại giao hàng đâu. Em ship hàng toàn quốc luôn. Mắc Covid có ngửi thấy không? Ngửi được hết luôn. Ấy, được 5k lượt thích rồi. Bác nào mà chưa follow thì follow cho em đi. Bác nào là em chưa, từ nãy giờ em chưa nhìn thấy bác nào follow mới nhá. Em chưa nhìn thấy lượt follow mới. Rồi em đi quay hồng nữa, em tắt live stream bây giờ đây. Cây này là cây đẹp xuất sắc này, em mới quay lâu nhá. Cây này đẹp xuất sắc, bây giờ em tắt live stream nhá. Cảm ơn bác 5430 đã follow chủ phòng. Bạn nào chưa follow thì follow cho em đi, cho em nhìn thấy 10 bác follow đi để em tắt, tắt like đây. Có đơn hồng không? Em có. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em nhá. Qua Zalo số điện thoại là 0969162214 ạ. Ai mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép em tắt like nhá. Cảm ơn các bác đã mua hàng. Cảm ơn các bác đã xem like nhá. Em khan hết tiếng rồi, em nghỉ một lát đây.